Hello anh em nhá. Thì cái chính sách mà một năm một đổi một tất cả các lỗi sản xuất ý, là em có từ rất lâu rồi, cả chục năm nay là những người đầu tiên đi đầu vào cái chính sách một năm một đổi một rồi. Thì ngày hôm nay là ngày 30 tháng 10 2024, em sẽ cập nhật thêm, phổ rộng thêm, hoàn thiện thêm cái chính sách đấy cho anh em. Nó phổ rộng ra nữa chứ không phải là ví dụ như ngày trước ấy, nó là line new đổi line new, new seal đổi new seal, đúng không? Ngày hôm nay em phổ rộng thêm cho anh em là tất cả những máy bán ra là không bao gồm máy thanh lý nhá, thì sẽ được bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm, bao gồm cả new và line new. New thì bao gồm cả new seal này, new trần này, line new thì sẽ có line new 99, hoặc là những cái máy sạc ít pin 100% nó sẽ vẫn nằm trong cái máy line new nhá. Đấy, thì trong vòng 1 năm nếu như mà anh em dùng lỗi nhà sản xuất thì anh em sẽ được đổi sang một chiếc máy khác. Cụ thể, anh em mua new seal thì sẽ được đổi new seal, mua new trần thì sẽ được đổi new trần, mua máy sạc ít sẽ được đổi máy sạc ít, và mua line new 99 sẽ được đổi máy line new 99. Ví dụ như cái con 14 Pro Max này, nó là hàng new trần. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2024, anh em mua một con 14 Pro Max new trần này về, anh em sử dụng. Ngày 29 tháng 10 năm 2025, chẳng may máy của anh em bị lỗi thì anh em sẽ được đổi sang một con new trần khác nhá, chứ không phải là đổi máy line new nữa. Ví dụ như ngày trước ấy, thì những cái con new trần này khi mà anh em kích hoạt lên ấy, sử dụng thì nó sẽ là máy đã qua sử dụng rồi, và anh em sẽ được đổi sang một chiếc máy line new thôi, và anh em có thể lựa chọn. Còn bây giờ trong vòng 1 năm kể cả 364 ngày anh em dùng lỗi thì anh em cũng sẽ được đổi sang một con new trần khác nhá. Còn cái trường hợp mà bên em không có máy để đổi tại cái thời điểm mà anh em bảo hành ấy, thì anh em cũng có thể lên đời, anh em bù thêm tiền chênh lệch, hoặc là anh em có thể xuống đời thì bên em sẽ hoàn trả lại cái số tiền chênh lệch của hai con máy đấy nhá. Ví dụ như con 12 Pro Max, anh em mua về dùng trong vòng 1 năm, chẳng may bị lỗi anh em mang qua đổi, và cái thời điểm đấy ấy, mà em không có cái con 12 Pro Max này để đổi cho anh em, thì anh em có thể xuống 11 Pro Max thì em sẽ hoàn trả lại cái số tiền chênh lệch, tiền cái chênh lệch chênh giữa cái con 12 Pro Max và con 11 Pro Max đấy. Còn anh em có thể lên đời 13 Pro Max và anh em có thể bù tiền chênh lệch là xong. Đấy, hoặc là em có thể hoàn 100% giá trị của cái con 12 Pro Max này. Nhưng mà anh em phải lưu ý giúp em là anh em phải đợi cho em trong vòng 15 ngày. Em sẽ phải đi tìm máy các thứ để em đổi bảo hành cho anh em. Còn sau 15 ngày mà em không tìm được máy thì em sẽ hoàn trả lại cho anh em số tiền theo cái giá web mà tại thời điểm mà anh em mang qua bảo hành. Ví dụ như con 12 Pro Max này, thì cái thời điểm mà anh em mua có thể là nó là 16 triệu, nhưng mà anh em dùng gần 1 năm anh em mang qua đổi bảo hành thì tại thời điểm đấy nó còn là 14 triệu. Nhưng mà đến cái thời điểm đấy ấy, anh em mang qua đổi ấy, em không có máy để đổi cho anh em, và anh em cũng không muốn xuống đời, hay là anh em cũng không muốn lên đời. Anh em đợi cho em, giúp cho em trong vòng 15 ngày để em đi tìm máy, em kiếm máy về để em bảo hành cho anh em. Còn 15 ngày mà em không tìm được ấy, thì em sẽ hoàn trả cho anh em 14 triệu là theo cái giá web tại cái thời điểm mà anh em bảo hành nhá. Đấy, và đấy là lỗi nhà sản xuất, và em đã hoàn thiện thêm những cái chính sách mới, hoàn thiện thêm phổ rộng hơn bởi những cái con máy new trần, những con máy sạc ít cho anh em để đảm bảo quyền lợi cho anh em. Còn ngoài ra ấy, về những cái lỗi người dùng ấy, thì là sẽ được sửa chữa hoàn toàn miễn phí, không giới hạn trong vòng 1 năm rồi. Cụ thể các lỗi như là ví dụ như là rơi vỡ này, chảy xước mạnh này, rơi nước này, hay là chân sạc bị rỉ sét hoặc là sụp mạch, hay là cháy cái cảm biến laser, cháy cảm biến camera này do những cái tia laser mạnh, ánh sáng mạnh ấy, thì anh em sẽ được sửa chữa hoàn toàn miễn phí nhá, tất cả các lỗi phần cứng. Riêng cái màn hình ấy thì em sẽ hỗ trợ 50% giá gốc nếu như cái màn hình này không fix được, không sửa được và cần phải thay linh kiện mới. Ví dụ anh em làm cái con máy này rơi vào nước thì bị chết phê đi thì sẽ được sửa phê đi miễn phí. Anh em làm rơi xanh màn, trắng màn, nếu fix được thì sẽ được fix miễn phí. Còn nếu mà không fix được thì em sẽ hỗ trợ 50% giá gốc. Ví dụ màn này em thay dịch vụ là 5 triệu đi, nhưng mà em nhập vào em nhập có 4 triệu thôi, thì em sẽ bỏ ra cho em 2 triệu. Còn anh em chỉ cần bỏ ra 2 triệu để anh em thay cái màn zin bóc máy màn mới thôi. Ok chưa ạ? Đấy, và những cái con máy mà đã rơi này, cấn móp này, hay là đã thay thế sửa chữa rồi mà anh em có nhu cầu lên đời ấy, thì em sẽ thanh lý hộ và chuyển khoản đủ 100% tiền nếu như mà cái giá thanh lý cao hơn 50% giá web bên em. Ví dụ là cái con 12 Pro Max này em đang bán là 14 triệu nhá.
con mấy đấy em thanh lý hộ mà em thanh lý được cho anh em 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, thậm chí 11 triệu thì em sẽ thanh lý hộ cho anh em để anh em có cái giá tốt nhất để em lên đời. Còn trường hợp cái con này nó rơi vỡ be bét rồi, nát choét rồi, không thể nào mà sửa được nữa. Nếu như mà bán linh kiện ấy, nó chỉ bán được căng nhất là 3 triệu, 4 triệu thôi, thậm chí 5 triệu thôi, thì em hỗ trợ cho anh em 7 triệu, tức là 50% giá web, để anh em có thể đổi sang một con máy cùng dòng như này, cùng màu như này. Anh em chỉ cần bù thêm 7 triệu nữa là anh em có một con 12 Pro Max khác để về dùng. Đấy, các bác thấy chính sách thế đã đủ chất chưa? Tuyệt vời chưa? Quá là tuyệt vời luôn chứ còn gì nữa. Đấy, còn ngoài ra ấy, thì các chính sách khác thì vẫn thế. Reset bảo hành thì chỉ 500k, lên đời thì thu vào 100% giá bán lẻ, bán lại thì em thu 90% và không kể thời hạn. Và bác nào mua máy ở trước cái ngày mà em làm video này này, ví dụ như các bác mua bây giờ là tháng 10 đúng không, thì các bác mua từ tháng 11 năm ngoái hay tháng 12 năm ngoái là vẫn còn trong thời gian bảo hành, thì vẫn được áp dụng cái chính sách này như bình thường. Thế nhá.